Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Bampara. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Bampara cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần Sim chloride dạng bào chế dung dịch tiêm công dụng Sim được chỉ định đồng thời với a cho pin không thay thế được a cho pin trong nhiễm độc phốt phát hữu cơ có hoạt tính kháng cho linh tay dày cách dùng thuốc dùng đường tiêm liều dùng người lớn Tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 2 mg, cứ 10 đến 30 phút tiêm một lần cho đến khi các dấu hiệu và triệu chứng muscarin giảm xuống hoặc có dấu hiệu ngộ độc atropin. Trong trường hợp nặng đã có một số trung tâm tiêm nhắc lại cứ 5 phút một giây lần. Trẻ em, liều ít nhất là 50 microgram trên 1 kg đã được sử dụng. pralidoxime Tiêm truyền tĩnh mạch, liều tiêm truyền đầu tiên là 1 đến 2 g cho người lớn, truyền trong 15 đến 30 phút, hoặc 20 đến 40 mg trên 1 kg cho trẻ em, truyền trong 30 phút. Liều tiêm truyền có thể được nhắc lại trong khoảng 1 giờ và sau đó cứ 8 đến 12 giờ nếu thấy cần thiết, nếu yếu cơ không nỡ. Chống chỉ định của Bampara Mẫn cảm với pralizosim hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng Phải sử dụng thận trọng dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy thuốc sử dụng thận trọng ở người bệnh bị bệnh nhược cơ đã được điều trị với các thuốc kháng cho lin te dây vì pralizosim có thể thúc đẩy một cơn nhược cơ sớm đến. Sử dụng thận trọng và giảm liều ở người bệnh suy thận. Tính an toàn và tác động của thuốc đối với trẻ nhỏ hiện nay chưa được xác định. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không sử dụng thuốc. Không sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Thường gặp. Nhức đầu chóng mặt ngủ lơ mơ đau vùng tiêm hoa mắt nhìn mờ song thị suy giảm điều tiết buồn nôn nôn nhịp tim nhanh tăng thông khí yếu cơ ban giác sần nhà sản xuất siêu guan chem taiwan hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh, Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Bampara, đồng thời biết cách sử dụng Bampara sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham